Chào tất cả các anh chị các bạn. Thì hôm nay mình ra mình thả mấy cái con dế cho cái con bọ cạp nó ăn. Và sẵn tiện thì hôm nay mình làm một cái video ngắn để nói về cái vấn đề là cái con bọ cạp nó chích có bị sao hay là không. Thì cũng có nhiều anh chị xem ở những cái video trước á, cái mô hình nuôi cái con bọ cạp thấy rất là thích. Nhưng mà có một cái vấn đề là mình chưa hiểu là cái con bọ cạp nó chích rồi cái nọc độc nó như thế nào, và cái cách để mà mình bắt cái con bọ cạp nó không có bị chích. Rồi thì mình sẽ bắt một số cái con bọ cạp và giải đáp cái thắc mắc cho các anh chị nha. Em lấy cái thao cái. Thì cái này mình nuôi để chỉ để có một lớp vỏ dừa thôi. Mùa này cũng không cần phải để nhiều lớp, tại vì nó khá là mát. Đây. Đó. Một cái vỏ dừa như thế này đó là nó nằm trong đây 7-8 con nè. Rồi thì mình chỉ bắt ra một số con thôi. Thì các anh chị nhìn cái con bọ cạp á, thì nó sẽ có hai cái càng và cái đuôi. Thì cái đuôi này nó có cái nọc độc nè, còn cái càng thì nó chỉ kẹp thôi. Mà nó kẹp á, theo mình đánh giá là nó kẹp nhẹ hơn cái con cua. Nó kẹp xong rồi mình nếu mà mình bắt cái đuôi nè, nó sẽ cong cái mình lên, nó kẹp mình. Nếu mà mình chọc nó giận lắm thì nó sẽ cong lên, còn bình thường thì nó cũng hiền lắm. Nó cong lên nè, nó trên thế giới hiện giờ là có 2.000 loại bọ cạp. Nhưng ở Việt Nam á, chủ yếu là cái con này là cái con bọ cạp đen, hay còn gọi là bọ cạp núi, bọ cạp rừng. Có một số loài bọ cạp nó rất là độc, ví dụ như là cái con bọ cạp lửa nè, cái con bọ cạp màu xanh, màu vàng gì đó, bọ cạp người ta chơi kiển á. Còn cái loại này thì nọc độc nó rất là nhẹ. Thì theo mình đánh giá cái nọc độc nó như là cái con ong ruồi hay là cái con ong mật thôi. Nó chích thì nó cũng sưng nhẹ nhẹ thôi, chứ nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe của cái con người. Nếu mà các anh chị mà bị cái con bọ cạp nó chích á, thì mình dùng cái rượu bọ cạp mình thoa lên, hoặc là mình để nó tự hết thôi, chứ nó không có cái vấn đề gì tới cái sức khỏe mình hết. Thì mới đầu mình nuôi con bọ cạp á, thì mình cũng sợ nó lắm, vì cái vẻ bề ngoài nè, cái vẻ bề ngoài nó khá là ghê. Mình nhìn nó thì mình sợ thôi, chứ khi mà mình nuôi lâu rồi á, thì mình thấy nó cũng hiền khô à. Mình để trên tay luôn nè, bình thường. Rồi thì mình làm một cái video ngắn về để chia sẻ cho các anh chị thôi. Nhiều anh chị sợ cái con bọ cạp mà không có dám nuôi. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video.